Hello, em Thanh Phạm xin chào toàn thể anh chị em và các bác quay trở lại với video tiếp theo của em nhá. Hôm nay thì em dọn kho và chuẩn bị cho một cái lô hàng mới. Đó. Thì có một số những cái mã em lên thanh lý giá tốt đến cho anh chị em và các bác tham khảo. Thì anh em nào mà quan tâm đến những cái mẫu nào thì có thể ủng hộ em qua hai số điện thoại trên màn hình nhá. Đó, thì đây anh em có thể nhìn cái kho rất là trống trải này. Đó, thì em đang chuẩn bị tập kết những cái lô hàng mới về để phục vụ cho mọi người. Đó. Rồi ok, anh em ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh anh chị nhé. Cảm ơn toàn thể anh chị em. Sản phẩm đầu tiên ấy thì em lên cho anh em một con nồi cơm điện. Đó, một con nồi cơm điện Hitachi. Con này thì không lỗi lầm. Đó, dùng điện 110 và dung tích của nó là 1 lít anh chị nhé. Dung tích của nó 1 lít. Đó, chờ em tí nào. Con này đời 2013 anh chị nhá. Ngoại hình còn tương khá đẹp luôn. Đấy. Khi mà vận chuyển về thì nó có bị bong một tí chỗ này ra, mà mình gắn keo vào là ok đấy anh chị nhìn này. Đấy, gắn tí băng keo và gắn tí keo 502 là ok thôi. Đấy thì tình trạng như nào em báo luôn trên video cho anh em coi nhá. Là có còn một con duy nhất thôi. Và cái phần nắp này nó có bị va quệt nên là xước một tí thôi anh em nhá, xước một tí thôi. Con này là con Hitachi áp suất cao tần. Áp suất cao tần 1 bi. Đấy, áp suất cao tần 1 bi. Và phần gioăng này nó vẫn còn khá đẹp. Đấy anh chị nhá, phần gioăng này khá là đẹp. Thì con này anh em yên tâm là giá là sẽ thanh lý giá cực kỳ là tốt cho anh chị em để anh em tham khảo nhá. Phần đằng sau này thì cái tai này nó được tháo ra để khi mà vận chuyển nó không bị vỡ hay bị vỡ cái tai này nhất, nên là sẽ là tháo ra. Đấy, về anh em xoáy hai con ốc này và đưa vô cho em là ok nhá mọi người nhá. Đưa vào là ok thôi. Đấy, khi vận chuyển nó hay bị vỡ. Nó còn lòng nồi đây, lòng nồi còn siêu đẹp anh em nhá, còn siêu đẹp luôn. Đấy, ở đây là nó có những cái vân nhá mọi người nhá, nó có những cái vân chứ không phải là bị xước gì đâu, rất là đẹp. Đấy, nồi nhôm rất là dày. Đấy, bao xịn luôn, bao xịn anh em nhá. Rồi, bao sống ngon, nấu cơm ngon. Đấy, bao sống nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Dòng này thì nấu cơm nó cực kỳ là ngon anh em ạ. Anh em yên tâm một điều là đâu cái này, đây em đưa lộn ngược đó. Rồi, con này em gửi đến cho anh em là giá là đang 900.000 đồng này. Đây, mã số 8 này còn duy nhất có một con thôi. Hôm nay thì em bỏ cái này đi luôn nhá, bỏ cái này đi luôn và thanh lý cho anh em với mức giá rất là hấp dẫn luôn. Đó, anh em nào thích cái mẫu này em gửi đến cho anh em với mức giá là 700k đó, 700k anh chị nhá. Còn Hitachi mã này mã xả nhá, xả nồi cơm Hitachi xả 700.000 đồng anh em ạ. Đấy, anh em có xem này, cực kỳ là xịn sò. Đấy, các bác ngại cái vấn đề là nấu cơm nồi Nhật, nhưng mà ngược lại ưu điểm của nó là nó cơm nó rất là đều. Đấy, rất là đều và ngon cơm. Nó không như một số những cái mẫu nồi cơm tàu đâu anh em ạ. Nồi cơm tàu thì nó sẽ là nó không đều cơm, chỗ nhã, chỗ chín, chỗ khô. Đấy, như dòng này thì đều thăm tắp luôn. Nhà em so nồi này 1 lít khoảng tầm 6 người ăn thoải mái thôi nhá. Đấy, 6 người ăn lớn bé ăn ok luôn. Đấy, mã này 700 nhá mọi người nhá. Lên tiếp cái bếp từ anh em nhá. Bếp từ em còn 2 con. Đó, lên thanh lý nốt cho anh em. Con này là con bàn phím cơ. Đó, bàn phím cơ còn siêu đẹp luôn. Còn rất là đẹp. Xài điện là điện 110. Đấy, 100 cho đến 110 anh em nhá. Con này em nói đang giá là 1.900.000 là cái giá em đã xả một xả banh nóc nhà rồi anh em ạ. Xả banh nóc nhà rồi. Hôm nay thì còn 2 con. Cuối cùng em cũng thanh lý nốt cho anh chị em, anh em nào cần thì báo em. Bếp từ mặt của nó là mặt kính và con này một bếp của nó là 26 cm và bếp là 20 cm. Công suất của nó là 1.400 anh em nhá. 1.400 AC là 100. Đấy, và đời con này là đời 2016 anh chị nhá. Đời 2016. Đấy, hoạt động bình thường, không lỗi lầm. Đấy, không lỗi lầm. Anh em yên tâm là nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đấy. Rồi, đây, mã rất là đẹp. Thì đây là nút bật nguồn này, màu vàng. Và anh em giữ lì cho em, khi mà cắm điện rồi là giữ lì cho em là nó sẽ tự động nó lên.
và đây là hai nút tăng giảm nhiệt độ thôi, tăng giảm nhiệt độ. Và đây là đầu tiên là mình sẽ bật nút nguồn lên và mình sẽ ấn chế độ này là chế độ đun nấu bình thường. Ở chỗ này là chế độ xào và đây là chế độ chiên anh em nhá, chiên. Hai nút ở bên hông này có cái màn hình điện tử này là nút hẹn giờ. Đấy, hai bên đều có hết. Rồi, ok. Tình trạng của con này nó rất là đẹp như vậy. Đấy, duy nhất này nó có vận chuyển về nó có bị sứt một góc thôi. Sứt một cái góc nhỏ thôi anh em nhá, sứt một góc nhỏ như vậy. Đây, anh em nhìn này. Đó, sứt một góc nhỏ này. Thì em thấy nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Rồi, em thanh lý cho anh em con này với mức giá là 1.700.000 đồng. Đấy, 1.700.000 anh em nhé. Đây, 1.900.000 là anh em được giảm 200.000 đồng, là em thanh lý lỗ luôn đấy ạ. Đấy, thì lời những cái con khác rồi, có lợi nhuận những con khác rồi thì con này thanh lý lỗ luôn là 1.700.000 đồng. Anh chị nào cần cái mã này thì báo em nhé. Đây là mã X, là gọi là mã xả 1.700.000. Đấy, hàng bao xịn luôn, chưa có cái mức giá này từ trước tới nay là chưa có đâu. À, anh chị em nào cần thì báo em thanh, còn siêu đẹp luôn. Rồi, còn một con bếp từ nữa anh em nhá. Con này thì màu hồng. Đấy, màu hồng cảm ứng anh em nhá. Tổng cảm ứng như này. Mặt kính rất là đẹp. Đấy, tuy nhiên khi vận chuyển về thì nó có một cũng là một góc khuất như vậy. Đấy, một góc khuất như vậy anh em nhá. Cũng đây sờ về thì nó vẫn còn phẳng phiu anh em nhé, sờ vẫn phẳng phiu như vậy. Đấy, thì tình trạng như vậy thì em cũng lên thanh lý nốt cho anh chị em luôn. Đấy, cái này là em để trong kho và cũng lâu lâu rồi nên là em mới thanh lý cho anh em, giá rất là tốt. Con này cảm ứng nhá mọi người nhá. Đây nút nguồn, nút nguồn anh em giữ lì ở đây cho em này. Đấy, giữ lì đây nó bật điện luôn, bao không lỗi lầm về điện, ba không lỗi lầm về điện. Đấy, con này công suất của nó này, con này đời 2014 và công suất của nó cũng là 1.400. AC là AC 100. Đấy, AC 100 mọi người nhá. Rồi, có hai quạt gió tản nhiệt, đều có hai quạt gió hết. Một mặt của nó cũng là 26 và một bếp của nó là 20. Đó, thì anh chị em nào mà cần cái mẫu này thì em gửi đến cho anh chị em với mức giá là cũng là 1.700.000 nhá. Đây là mã xả 2 này, mã X2 mọi người nhá, 1.700.000. Đó, anh chị em nào cần cái mẫu này thì báo em. Đấy, một chút về hình ảnh bên này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu anh em ạ. Đấy, nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, thì các bác có thể để ý này. Đấy, còn là bếp đun nấu bình thường anh em nhá. Đấy, ngày trước của nó là toàn là hơn 2.600.000, 2.800.000 một con này đấy anh em ạ. Đó, thì bữa nay là giá thanh lý rất là tốt. Đấy, có thể là em sẽ vệ sinh cho anh em thêm để cho nó sạch sẽ khi mà anh em nhận hàng nhá. Ok, anh chị em nào quan tâm đến những cái mẫu bếp từ này thì báo em thanh này. Lên tiếp những cái dòng dây nguồn bãi Mỹ mọi người nhá. Dòng dây nguồn bãi Mỹ thì ở đây em đang đều có là cái loại 3 lõi anh em nhá, 3 lõi. Đấy, 3 lõi. Và có những cái loại dây mà có cả dây dù anh em này, nhìn này, lõi đồng to lắm. Đây, thông số của nó đây anh em này. Có những con nó rất là to như này thì em bán theo cân ký anh chị nha. Con này dây của nó là 2.008mm anh em nha, 2.008mm. Đấy, dây dù 3 lõi. Và cũng có những cái dòng dây 3 lõi nhưng mà không có dây dù. Đấy, không có dây dù, có cuống, có phích cắm đều đàng hoàng anh em nhá. Nó dao động từ 1m8 mọi người nhá, từ 1m8. Đấy, chân phích cắm dẹt. À, ok này, dây rất là to. Dây rất là to anh em nhá. Dao động từ 1m8 anh em ạ. Thì cái dòng này em sẽ cân ký cho anh chị em với mức giá rất là rẻ anh em nhá. Với mức giá rất là rẻ. Đây, còn có sợi nguyên tem như này. Và có những cái sợi là nó là 1.31mm anh chị nhá. 1.31mm. Đó, thì em cân ký thì đây anh chị em này, em chỉ còn khoảng chục ký nữa thôi. Thì em cân ký thì sẽ là bốc xô cho anh chị nhá. Bốc xô cho anh chị, lỡ mà nó cũng có cái cọng 1.31 này và cũng có thể là 2.08 như này thì anh em cũng thông cảm nhá. Con này anh em về đấu máy móc máy nguồn, dây nguồn cực kỳ là hay, dây của nó là 1 chấm dài 1m8 anh chị ạ.
Rồi. Ở đây cân ký ấy, thì nó dao động từ khoảng là 3 giây một cân gì đó, thì cứ hơn thì em tính thêm cho anh em 10.000, thí dụ là một cân cân 2, cân 1, cân 2 thì thêm cho em 5.000, 10.000 gì đó anh em nhá. Thì nó cứ 5.000, 10.000 thì nó đơn giản thôi. Rồi, ok. Giá em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 130.000 đồng trên một ký anh em nhá, 130k. Đây là cái mã M mọi người nhá. Mã M3 này, 130.000 đồng trên một ký. Đó, thì anh em nào cần thì báo em Thanh để em Thanh cân cho anh chị em về xài. Dây đồng nó to lắm mọi người ạ. Đây này. Đấy, dây đồng nó rất là to, còn cái dây này nó mới to này. Dây 2.08 này. Đấy, có lõi dù 3 dây này. Đấy. Lõi dù bao đẹp luôn. Hàng dây Mỹ. À, hình như đâu đó cái con này nó có 2 sợi thôi anh em ạ. Có 2 sợi thì có lõi dù này. Đấy. Dây to lắm mọi người ạ. Dây Mỹ cực kỳ là xịn. Ok, anh chị em nào cần thì báo em Thanh. Mã M3. Tiếp tục ấy, em còn một ít cái bình thủy này. Đấy. Em cũng lên thanh lý nốt cho anh chị em. Mã này thì nó dung tích của nó là 1 lít 2 anh chị ạ. 1 lít 2 bằng inox giữ nhiệt rất là tốt để anh em mang đi làm. Đấy, mình uống trà, mình pha trà đá vào đây. Mình mang đi mình uống một mình uống cũng được. Đấy, và nó rất là tiện, giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, Su 304 inox. Ok anh chị nhá. Đấy, cái miệng này rất là to để cho anh em bỏ đá vừa đây này. Đấy, không cần vì đá bé anh em đập quá nhỏ đâu, mà đập miếng to vào đây cũng được. Đấy, đầu nắp của nó như một cái nắp phễu. Đấy, anh em có thể đổ ra cái nắp này để mình uống, kèm theo là dây để dây đeo anh em đeo ở đây nhá. Đó, rất là hay. Rồi, dung tích 1 lít 2. À, nó đến từ thương hiệu cái gì em rất là khó đọc anh em nhá. Đấy, em công nghệ quên tiếng Anh thì nó hơi kém nên là Apple này cái gì đó này anh em nhá. Anh em nào đọc thì viết lên comment giúp em nhá. Đấy, ở đây thì em đọc cái này là nó cũng biết này, Germany này. Đấy, hàng Germany, logo cái con này là con gấu anh em ạ, con gấu. Đấy, gấu kiểu dạng gấu Bắc Cực gì đó. Rồi, ok, sẽ có 2 màu, màu đỏ mận và một màu xanh, rất là đẹp như vậy. Thì hôm nay giá rất là tốt cho anh chị em để anh em tham khảo qua những cái mẫu này. Trước đó là 180.000 đồng trên một cái này, anh em nào mua của em rồi cũng biết rồi. Hôm nay em thanh lý cho anh em giá rất là tốt nhá. Nào cần cái mẫu bình Đức này, bình giữ nhiệt Đức này thì báo em từ 180.000 xuống còn 160k. Đó, thanh lý giá cực kỳ là tốt rồi. Nó hầu như là chỉ có lợi nhuận chỉ khoảng 5.000 thôi anh em ạ. Đấy, em nói thật. Đấy, thì em thanh lý để có cái mặt bằng để có những cái lô hàng mới về anh chị ạ. Có những cái lô hàng mới về để phục vụ cho anh chị em nào cần những cái mẫu mới. Tiếp tục thì em có cái mã thớt anh em nhá. Mã thớt này thì giá rất là tốt rồi. Đấy, thớt hai mặt, thớt inox hai mặt anh chị nhá, thớt inox hai mặt. Bây giờ em đo luôn cho anh em coi. Rồi, một mặt của nó mặt inox và một mặt nhựa. Đây em đo chiều dài trước nhá. Là 41,5 này, chiều dài của thớt. Và chiều ngang của nó là 29,5. Nó có hai mặt, một mặt thớt inox, mặt inox như này. Đấy, để anh em làm những cái đồ ăn chín. Và một mặt nhựa. Đấy, thì anh em thái những cái đồ ăn chín nhá. À, mặt này là mặt đồ ăn sống này. Còn mặt này là đồ ăn chín anh chị nhá. Và nó sẽ bao quanh những cái viền cao su hết để khi mà anh em thái những cái thực phẩm nó ướt ấy. Đấy, thì nó sẽ không có lắng ra cái mặt bếp anh em nhá. Thân của nó thì nó có cái phần quai inox không gì anh em nhé. Anh em có thể treo và quặc đều được hết. Đây 45 x 35 này. Đấy, cũng đều đến từ thương hiệu EL3 cái con ấy này. Hàng Dithin Made in Germany anh chị này. Made in Germany này. Đó. Rồi ok. Đây con này còn nguyên thùng bìa đây này anh em này. Đấy còn nguyên thùng bìa như vậy nhá anh em nhá. Còn nguyên hộp như vậy. Đấy thì anh chị em nào cần cái mẫu này thì báo em Thanh, giá em thanh lý cho anh chị em siêu hạt rẻ nhá. Giá bao hạt rẻ anh chị nhá, bao hạt rẻ 275k mọi người ạ. 275k một cái. Đấy thì anh chị em nào cần cái mẫu này báo em Thanh nhá. Giá cực kỳ là rẻ, không chỗ nào rẻ hơn được đâu. Đấy. Ok, mọi người cần thì báo em Thanh.
thì em có cái mã dao này. Đấy, em chưa giới thiệu trên kênh nhưng mà hôm nay em giới thiệu luôn trên kênh và em gửi đến cho anh em giá cực kỳ tốt nhá. Giá rất là tốt. Con này trọng lượng của nó này, nó rất là dày anh em ạ, rất là dày. Bản to. Con này 1 ký anh chị nhá, 1 ký này. Đấy, 1 ký. Con này anh em vã chặt xương sẩu các thứ ok luôn này. Bản của nó, chỗ lớn nhất của nó là được 12 cm và chỗ nhỏ nhất của nó là 11 phân. Độ dày của nó thì đâu đó nó được 5 ly. Hàng liền thân tán 3 đinh, tán 3 đinh anh em nhá. Trên này có những cái vân rất là tuyệt vời luôn. Rồi ok. Ở đây thì nó có dập chìm cái chữ gì đấy. Đó. Đấy mọi người nhá, mã này anh em nào cần thì báo em Thanh, em đo kích thước luôn này. Đo kích thước chiều dài lưỡi của nó là được 20,5. Tổng chiều dài của nó là được 33,5 anh em nhá. Đấy phần lưỡi của nó là 20,5. Tổng chiều dài là 33,5. Đó. Thì con này là lên mã 1 ký nhá. Mã xả 1 ký này. Xả 1 ký 1 kg, giá của nó là 180.000 đồng cho anh chị em luôn, 180k. Đấy, mã này. Khá ổn nhá mọi người nhá, khá là ổn luôn. Rồi, còn nguyên hộp. Anh chị em nào cần báo em, đây là những cái mẫu mà nó tồn kho thôi. Tồn kho thôi. 180k mã xả. Còn một ít cái dòng bơm ô tô điện tử đấy của Toyota, em cũng thanh lý nốt cho anh chị em để anh em tham khảo luôn nhá. Nhà anh chị em nào có ô tô thì mới dùng cái dòng này là hợp lý này. Đấy, nhà có ô tô là mình dùng xài ngon này. Rồi, ok. Con này nó sẽ là cắm tẩu anh em nhé. Cắm tẩu ô tô. Thì trong ô tô nó đều có cái tẩu 12V như vậy. Dây mềm và dài anh em nhé. Dây mềm và dài. Đấy, thương hiệu Toyota và nó có màn hình LED ở đây luôn, số luôn. Bây giờ em test luôn. Đây là nút bóng này, nút bật để bật này. Con này Toyota nó là 12V 12A luôn nhá anh em nhá, 12A. Đấy thì anh em mà dùng ít A quá thì nó sẽ không có đủ áp đủ ấy cho cái bơm này đâu. Đấy thì nó sẽ có kilopower rồi bao rồi PS, SI cái gì đó anh em nhá. Bây giờ em test thử luôn cho anh em luôn. Hàng Made in Japan này. Thanh lý giá rất là tốt cho anh chị em để anh em tham khảo qua. Bây giờ em test thử. Em sẽ test qua một cái bình ắc quy. Cái bình này thì nó sẽ không đủ dòng A nhưng mà em cứ test thử để lên điện cho anh em coi và bật lên cho anh em coi nhá. Đấy. Cái này em cắm vào đầu tẩu của ô tô này. Đấy, khi mình cắm vào ấy, thì nó sẽ hiện lên cái màn hình điện tử như vậy. Đấy. Các bác có thể là hẹn giờ này. Đấy, hẹn tức là hẹn độ bao nhiêu ký ở đây này. Đấy, anh em có thể chuyển chế độ này. Đấy, PSI này, pao này. Đấy, kilo pao này. Đấy, kilo pao này và kilogram trên centimet khối này. Đấy thì anh em cũng bình thường là cứ dùng centimet khối như này cho em này. Đấy, rồi mình hẹn giờ này, cần không cần hẹn giờ cũng được, là cứ thế anh em cứ bơm, còn nếu anh em cứ hẹn giờ là nó đủ 2,5 ký là nó tự ngắt này. Đấy, bây giờ nó reset vào bắt đầu là được. Nó cứ nháy 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 lên như này là được. Bắt đầu là mình bật lên thôi. Bật nút này lên này. Đấy. Rồi chờ em chút xíu để đang yếu điện rồi. Cái con ắc quy này nó sợ nó không có đủ điện. Đây, nút này là nút đèn. Đấy mọi người nhá. Đèn rất là sáng này. Đấy, đèn rất là sáng. Rồi, con này nó không đủ điện anh em ạ. Con này nó không đủ điện đây này. Em test thử luôn cái điện cho anh em coi này. Đấy. Đây, anh chị em nhá. Đó thì bao cho anh em là ngon lành luôn chứ không phải là không bơm được đâu. Mọi người cứ yên tâm một điều đây, em test thử cho anh em coi này. Nó không đủ điện nên là sorry anh em nhá. Thì để bữa sau em test. Đấy, còn là con này xài cực kỳ là ngon, nó hiển thị cái màn hình LED như vậy. Đấy thì các bác nào cần thì báo em Thanh. Giá của nó một con như này thì em đang gửi đến cho anh em là 350.000 đồng. Hôm nay thì em thanh lý cho anh em với mức giá rất là rẻ này. 310k còn bao ship được cho anh em đến tận nhà luôn. Ok anh chị em nhá. Đấy, bơm Toyota, anh em nào có ô tô thì nên
sắm cho em một con nó rất là nhỏ gọn, mình bỏ cốp xe các thứ là rất là ngon lành luôn. Sinh tố hàng của Nhật anh em nhá. Con này công suất của nó là 175W anh em nhá. Xài điện là điện 100V. Đấy, xài điện 100V. Con này thì bao ngon lành rồi. Đấy, lưỡi của nó thì nó được làm bằng lưỡi thép trắng này. Đấy, cối thủy tinh. Mã này bao đẹp luôn. Con này em đang để giá là 450.000 đồng. Để giá là 450.000 đồng. Nên em thanh lý cho anh chị em với mức giá rất là tốt để anh em tham khảo qua cái mẫu máy xài sinh tố như vậy nhá. Còn nguyên nắp, mã thanh lý đấy, mã này mã số 1 hàng thương hiệu, à con này có một nút bấm này, tắt mở thôi. Thương hiệu là Matsuden hàng của Nhật. Mã này là mã máy xay số 1 đấy, mã xay số 1 giá 350k anh em nhá. Bao rẻ này anh em nào. Đấy, bao giá rẻ luôn. Đấy, trước đó này 450k này. Đấy, mã S4. Đây con này giờ chuyển thành mã số 1 nhá. Cái này em sẽ lau chùi cho anh em khi mà anh em gì đó đặt hàng thì em sẽ vệ sinh cho. Mã tiếp theo anh chị nhá. Mã tiếp theo, con này thì dung tích của nó được 5 lít cối bằng nhựa. Đấy, cối bằng nhựa, một nút tắt bật, xài điện 100. Quá là ok luôn. Giá siêu hạt rẻ này. Lần này lần thứ 3 thanh lý luôn anh em nhá. Con này T1 Biro cái gì đó anh em nhá. Đấy. 500ml. Mã này mã số 2, bao sống bao ngon lành. Đấy, mã số 2 thanh lý cho anh chị em với mức giá là 250k. 250k một con. Size sinh tố. Đấy. Mọi người xoáy nắp ra, bao sống ngon lành. Bao sống ngon lành, giá thanh lý. Rồi, ok. Dây xài điện 100 nhá, anh em lưu ý nhá, xài điện 100, điện Nhật của nó là điện 100V. Tiếp theo anh chị nhá. Blacom. Đấy, ba nút ấn mọi người nhá. Nút này nút tắt này, nút số 1 này và số 2 là số nhân nhả anh em nhá, số nhân nhả ở đây. Đấy, lưỡi đồng. Đấy, lưỡi đồng cối thủy tinh anh em nhá, cối thủy tinh. Đấy, lưỡi đồng cối thủy tinh. Con này đang thanh lý giá 350 rồi. Hôm nay thanh lý cho anh em giá tốt hơn nhá. Ba hoạt động ngon lành. Con này công suất của nó là 130W, 130W, xài điện là 100V. Đấy, xài điện 100V anh chị nhá. Rồi. Thanh lý cho anh chị em con này với mức giá là bao nhiêu ta? 320.000 đồng. Mã này mã số 3. 320k mọi người nhá. Đấy, cối thủy tinh, xài ngon lành. Ok anh chị nhá. Đấy, các bác nào cần mẫu này báo em thanh. Dòng này nó dùng nó bền lắm mọi người ạ. Đấy, mất công ở nhà anh em nào có cục nguồn rồi thì lắp một tổng nha, để mình xài những cái đồ Nhật. Đồ Nhật thì đa phần của nó là xài điện 100 mọi người ạ. Xài điện 100. Rồi anh em xài mua mấy cái dòng máy tàu chỉ được vài bữa thôi. Vài bữa thôi anh em ạ. Rồi. Mã này mã số 3 mọi người nhá, mã số 3. Mua 320.000 đồng. Tiếp theo này, em lên cho anh em một con Techcom. Đấy, nó tồn kho nó để nó bẩn đây này anh em nhỉ. Lau đi phát là sạch này mọi người nhá. Đấy. Lau đi phát là sạch thôi. Techcom mọi người ạ. Đấy, Techcom. Lưỡi cối đồng anh em nhá, lưỡi cối đồng. Con này công suất của nó dung tích của nó là 780ml và công suất của nó là được 160W này, 160W AC 100, tần suất 50/60Hz. Techcom. Đấy thì anh em nào cần cái mẫu này báo em. Đấy, điện đóm ok, đầy đủ luôn. Đấy, dòng này test hết rồi mọi người yên tâm nhá. Giá thanh lý cho anh chị em với mức giá đấy, nắp đây. 300k mọi người. Mã số 4 này. 300k. Rồi, 300k một con nhá. Thì anh em những cái mã thanh lý như này anh em nhanh tay thì nó còn nhá mọi người. Tiếp tục có một con kìm cắt tôn. Đấy, kìm cắt tôn anh em nhá. Con dạng lưỡi kiểu này, kìm cắt tôn. Con này cán cầm của nó khá ổn luôn. Khá ổn luôn. Nó để tồn kho lâu quá rồi. Thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan anh em nhìn này. Mã K0335. Màu quạc đây.
xài bao ngon luôn. Rồi phần đầu nó hơi sét tí, anh em về lau đi phát cũng hết luôn anh em nhé, lau đi cũng khá là dùng cũng được luôn. Thanh lý cho anh chị em với mức giá rất là rẻ, 150.000 đồng cho một con này. Đấy, mã kìm tôn này 150k này. Đấy, kìm cắt tôn 150k, anh em là cần cái mẫu này báo em Thanh. Tiếp theo một con kìm nhổ đinh này. Đấy, một con kìm nhổ đinh của thương hiệu Kabushi nhá mọi người nhá. Kabushi. Con này nhổ đinh lốp các kiểu đấy. Đấy, bấm vào mình nhổ đinh ra đó, kéo đinh ra, nhổ. Rồi, con này thanh lý cho anh chị em với mức giá 90.000 đồng. Đấy, anh em lên mã là kìm nhổ đinh nhá. 90k. Đấy, để nó tồn kho nó lâu quá rồi nó han gì han tí. Đó, thì anh em về đánh chịu khó đánh gì là sạch sẽ thôi. 90k cho con nhổ đinh này. Tiếp tục này, một con kìm bấm cốt. Con này thì chuyên cho anh em nào làm điện để chuyên bấm cốt anh em nhá. Đấy. Con này bấm cốt này, cả bao ngon luôn anh em ạ. À. Trước em làm cái tủ điện nên là dùng con này quá là ngon luôn. Đấy, thương hiệu Kabushi. Rồi. Thanh lý con này trước đó của nó là 270.000 đồng cho một con như này. Đấy. Em mở khóa đây, nó phải bấm vào cơ thì nó mới gì mọi người ạ. Đó. Rồi. Mã này thanh lý cho anh chị em với mức giá là 170k con kìm bấm cốt nha mọi người, kìm bấm cốt lớn 170k. Đấy, kìm bấm cốt, hàng bao ngon luôn. Đấy. Kìm bấm cốt mọi người nhá, 170.000 đồng. Trước của nó là hơn 200 anh em ạ. Rồi, tiếp tục một con tay khẩu. Đấy, tay khẩu mọi người ạ. Tay khẩu dài đây. Một tay khẩu dài 37,5. Đấy, 37,5. Con này còn khá ngon luôn anh em nhá. Còn khá ngon luôn. Hàng của Kabushi, chất thép mà chrome này. Vanadium này. Đấy, để bao lâu nó cũng chả han gì luôn. Đấy, để bao lâu cũng không han gì này. Rồi, anh em đưa khẩu đầu khẩu 1/2 vào đây là xài thôi. Bẻ. Đấy, xoáy, bẻ cực kỳ là hay luôn. Rồi, con này thanh lý cho anh chị em với mức giá là 140.000 đồng. 140k mọi người nhá. Tay khẩu. Đấy, anh em lên mã cho em là tay khẩu 140k. Một con hoa thị này, tô vít hoa thị, gọi là tô vít bông này. Đấy, tô vít bông. Ở đây thì sẽ có 2 4 5 6 7 8 đầu anh em nhá, 8 đầu. Thương hiệu đến từ thương hiệu Asaki. Con này thanh lý cho anh em với mức giá là 45.000 đồng. 40k đi anh em ơi, cho nó tròn nhá, 40k. Đấy. Anh em nào cần cái mẫu này báo em Thanh, 40k. Rồi. Đầu bông anh em nhá, đầu bông. Đầu hoa thị đấy. À sorry, đầu đây đầu hoa thị không phải đầu bông, đầu hoa thị này. Đấy. Các bác nào cần thì báo em Thanh này. Lên cho anh em bộ bánh xe mini này. Đấy, bộ bánh xe mini, một bộ của nó là 4 bánh này. Đường kính của nó là 4 cm anh em nhá, là 4 cm. Chiều cao của nó là được 5 cm. Đấy, được 5 cm nhá. Và cái bát này nó là cái bát nhựa thôi, nhưng mà nó làm cực kỳ là cứng nha anh em nhá. Đấy, làm cực kỳ là cứng, không biết anh em nào có cần không. Thì tổng quan của nó là 5/7 này. Cái bát của nó đó, chiều ngang là 4 cm, có 4 cái lỗ để anh em bắt vít nhá. Con này thì bao cho anh em dùng ngon lành cái phần cao su này. Đấy. Dùng cao su rất là dày, rất là đây. Đấy, bánh kép anh em đưa đi đưa lại là quá là ngon luôn. Giá rất là tốt. Đấy, anh em nào cần cái mẫu này thì giá của nó là 40.000 đồng 4 bánh nhá, 40k một bộ. Đấy, 40k cho một cái bộ bánh như này. Đấy. Rồi ok. Đây là cái mã này là mã bánh 4 cm nhá mọi người nhá. Bánh 4 cm là 40.000 đồng. Anh trai nào thích cái bánh to hơn chút xíu thì đây. Đây là cái mẫu bánh. Mẫu bánh đường kính của nó là 5 cm anh em nhá. Đường kính của nó là 5 cm. Đấy, mọi người thấy không?
5 cm, chiều cao của nó là được 6 phân rưỡi, chiều cao của nó được 6 phân rưỡi anh em nhá, 6 phân rưỡi. Có cái bát đấy, bát rất là dày, hàng bánh Nhật nha mọi người nha, bánh Nhật và xoay 360 độ được đấy, xoay 360 độ được. Bánh này là bánh kép anh em nhá, bao bền luôn, mỗi một bánh như này nó chịu khoảng tầm 70 kg đấy, thì anh em nào cần thì báo em nhá. Bộ bánh này là bộ bánh 5 cm đấy, giá của nó là 100k 4 bánh mọi người ạ, 100k 4 bánh này. Đây để em ghi về đây cho nó anh em nhìn cho nó rõ nhá. 100k 4 bánh. Trên bộ nhá. Trên bộ. Đấy. Trên một bộ 4 bánh. Rồi, em có ít cái thân đèn mọi người nhá. Ít cái thân đèn Makita. Đấy. Mới chưa dùng. Thân đèn Makita và một cái bóng báo ở đây này. Một cái bóng báo đây, nó sử dụng là 16 cái chip LED đấy, vừa sáng rất là mạnh và xa, pha xa, sử dụng chân pin phổ thông là hai chân rộng như vậy. Thì ở đây thì em đang có một cái quả pin Makita này đấy, pin Makita 6A, bây em test thử luôn cho anh em coi nhá. Đây là dòng hai chân rộng nhá, hai chân rộng, mọi người kẹp vô đây thôi đấy. Xa sáng của nó thì ánh sáng trắng nhưng mà nó sáng soi rất là xa anh em nhá, soi xa lắm đấy, và sáng rất là sáng như này. Đấy, soi vào mắt là các bác cũng chói hết mắt luôn. Đấy, ok. Mã này thì giá siêu là rẻ này. Nguyên thân đèn không? Đấy, nhà em không có pin mọi người nha, không có pin. Nguyên thân đèn không, giá là 90.000 đồng. Anh em lưu ý nhá, nguyên thân đèn không nhá. Đấy, nhiều anh em bảo là cả pin nữa thì chết em đấy. Nguyên thân đèn không là 90k. Có một cái mã dao anh em nhá, mã dao 3 phân. Đấy, mã dao 3 phân. Mã này thì thương hiệu của nó là Masterliner này. Đấy, một số cái thông tin của nó nhá, 3 phân. Dòng này thì anh em về mài lấy lưỡi giúp em tí. Đấy, nó cũng rất là sắc bén rồi nhưng mà anh em phải về mài lại lấy lưỡi cho anh em nhá. Dòng chất thép thì anh em yên tâm một điều là bao xịn rồi. Bao xịn. Đấy, tán 3 đinh. Về bác nào về biết mài thì lấy con này mài em thanh lý cho anh em, giá rất tốt. Mã này là mã M2 này. Mã M2 giá của nó là 130k mọi người đứng nhá. Đấy, từ một giá siêu rẻ chưa có, từ lúc đầu về là nó là 180.000 đồng một con. Nay thanh lý cho anh em giá siêu rẻ luôn, 130.000 đồng. Mã này em đo kích thước luôn. Về mọi người thái thịt cực kỳ là hay luôn. 4/4, chiều ngang 4/4, chiều dài lưỡi là 6/5. 16/5 anh em nhá, 16/5. Tổng chiều dài của nó là được 19 phân. Đó, mọi người thấy không? Chất thép bao cho anh em xịn luôn. Mã M2 130.000 đồng. Phẩm tiếp theo, em có cái mã thân đèn. Đấy, thân đèn tích điện, con này cầm khá đầm tay luôn. Đấy, đây nếu mà trọng lượng cân của nó thì đâu đó nó được khoảng gần 7 lạng, 6 lạng rưỡi anh em nhá. Con này tích điện. Đấy, tích điện nó là hai pha tip như vậy, hai pha tip như này. Đấy, ấn đây, ấn rồi, ok nhá mọi người nhá. Dùng sạc điện 220V. Đấy, cắm sạc rô đây, cắm sạc rô đây. Đấy, và anh em có thể sạc 6V này, sạc 6V ở đây được. Đấy, sắm cắm sạc 220V ở vào đây cho em. Đấy, mã này để tồn kho lâu quá rồi, em thanh lý nốt cho anh em một vài con. Giá cái mã này nó đang từ 270.000 xuống, em còn thanh lý cho anh em là còn 230k mọi người nhá. Đấy, đèn đôi nhá, mã đèn đôi. Đèn đôi giúp em thanh nhá. Đấy, anh em chẳng cần mẫu này báo em này. Hàng bao xịn luôn. Rất xịn, xịn sò luôn nha anh em nha. Chiều cao này, chiều cao của nó là được 22 phân, 22 phân anh em nha. Đấy, còn đường kính của nó thì đâu đó nó được được 9 phân. Đấy, đường kính của nó được hơn 9 phân. Đấy, hơn 9 phân. Sáng cực kỳ luôn. 230.000 đồng. Đèn đôi anh em nha.
đèn 4 cánh anh chị em này, đèn 4 cánh. Công suất của nó là được 100W, 100W. Anh em có thể xài được điện điện 100V cho đến điện 240V đều được. Đấy, ok nhá. Đây, 4 cánh rất là đẹp. Đây em sẽ xoáy thử cho anh em, ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng. Đấy, sáng rất là sáng này anh em nhá, sáng cực kỳ luôn. Đấy, như nhà em đang xài thì là nó là hệ 8 cánh cơ. Đấy, thì còn tồn kho vài cái con 4 cánh như vậy. 4 cánh như vậy, anh em nào cần thì báo em Thanh nhá. Đấy, nó sẽ là sử dụng 4 pha cánh như này và một tâm led nữa. Một tâm led nữa anh em nhá. Giá tốt cho anh chị em với mức giá thanh lý là 80.000 đồng. 80k. Nó chỉ còn một vài quả thôi anh em ạ, còn một vài quả thôi. Đấy. Một bộ khẩu này, bộ cà lê. Đấy, bộ cà lê từ 8 cho đến 19 anh em nhá. Thương đến từ thương hiệu là Kabushi. Đấy, còn mã quét đây này anh em này. Đấy, hàng Japan New Hi Quality này. Đấy, thương hiệu Kabushi anh chị nhá. Từ 8 cho đến 19. Bộ cà lê trồng. Đấy. Đây là con số 8 này. Con số 8 này. Giá thanh lý cho anh chị em luôn. Nó có hư sét rồi nên là sẽ là thanh lý giá rẻ cho anh em nhá. Đấy. Phần đầu này. Rồi. Đầy đủ phụ kiện đây anh em nhá, đầy đủ phụ kiện đây. Cái con này nó ở ngoài này cơ. Đấy, bình thường con này nó ở ngoài này. Đó, anh em thấy không? Mình tháo ra rồi. Thanh lý cho anh chị em với mức giá 200.000 đồng. Đấy, mới của nó là 400k này. Thanh lý cho anh em với mức giá là 200k mọi người nhá. 200k. Anh em xài bao tốt luôn, việc gì mình thì mua mới đâu đúng không ạ? Rẻ được bao nhiêu? Đấy. Cái này lau chùi đi là sạch thôi. Đây này anh em này. Lau chùi đi sạch. Con này con 17 nhá. Con 17, anh em làm nghề thì có một bộ này treo và dùng khá ok luôn. Đó. Rồi. 200k cho cái bộ cà lê trồng nhá mọi người nhá. Bộ cà lê trồng. Và đây là cái con đèn 8 cánh anh chị nhá. Con đèn 8 cánh. Đấy, nó sẽ mở rộng ra 8 cánh và tổng đường kính của nó là 50 cm. Công suất của nó là 200W và thương hiệu đến từ thương hiệu Polet. Đấy, mấy thương hiệu Polet đuôi đều sử dụng đuôi tròn hết. Đây như nhà em đang xài những cái dòng bóng như này để quay, hỗ trợ ánh sáng để quay đó. Đấy, sáng thì anh em yên tâm một điều là cực kỳ là sáng rồi. Đấy, sáng lắm mọi người ạ. Đây anh em nhìn như nhà em đang có này. Đó, đây là một đèn 8 cánh em đang xài này anh em này. Trên đầu này em cũng có luôn này anh em này. Đấy. Thì em quay video đây là nó cần nhiều ánh sáng lắm. Đấy, cần rất là nhiều ánh sáng để mà để anh em có thể thực tế những cái sản phẩm mà. Đấy, không thể nào mà tối được. Rồi. Mã đèn 8 cánh là giá là 190.000 đồng. Đấy, 190k cho một cái mẫu đèn 8 cánh. Tâm của nó to cái bàn tay của em luôn này. Đấy, tâm của nó to, rất là to. Và tổng đường kính của nó là 50 cm. Thanh lý cho anh em ít đũa anh em nhá. Đấy, thanh lý cho anh em ít đũa. Đây, đũa của nó thì cực kỳ là xịn này. Đấy, cũng khá là ok cho anh em xài cái mẫu đũa này. Đũa này thì chịu được nhiệt độ là 200 độ C và âm là 10 độ C. Tổng chiều dài của nó là 24 cm. Đấy, tổng chiều dài của nó là 24 cm. 24 cm. Đấy, thì nó chịu được nhiệt độ là 200 độ C anh em nhá. Đấy, và cái độ gia công của nó cũng khá là ok luôn anh em nhá, khá ok luôn. Đấy, phần đầu đều có làm những cái vân nhám này. Đấy, anh em nhìn này, đều có những cái vân nhám để anh em gắp đồ ăn nó không bị trơn trượt nhá, không ẩm mốc nhá mọi người nhá, không ẩm mốc. Thanh lý cho anh chị em với mức giá, đấy, mỗi một vỉ này là 10 đôi. Đấy, 10 đôi. Đây là chỗ này là 30 đôi. 30 đôi. Em gửi đến cho anh chị em với mức giá 50k mọi người nhá.
50k 30 đôi anh em nhé, 50k 30 đôi vỉ đũa. Tiếp tục thì em có cái mã đèn. Đó, đèn học, đèn làm việc anh em nhé, đèn học, đèn làm việc. Một cái dòng này mọi người có thể mở ra hai cánh như vậy. Đấy, ngửa lên ngửa xuống đều được hết, ok nhá. Có ba giải màu anh đèn. Và con này có cả cái đây, sử dụng nút cảm ứng nhá mọi người nhá, nút cảm ứng. Đấy, hai ống bút đựng. Đấy, điều chỉnh giờ các thứ ở đây này, ngày tháng ở đây này. On off, anh em không thích thì tắt cái chế độ đèn này đi. Ở đây nhiệt độ ngoài miền Bắc đang là 31 độ C này. Đấy, trời tối là 31 độ C. Và đây là 8 giờ 13 ngày mùng 1 tháng 9. Đấy, anh chị em có thể chỉnh ở đây những cái ngày giờ, ngày tháng. Đó, ok. Thân ánh sáng của nó thì nó sẽ có 3 giải màu. Màu này màu trắng anh em nhé, màu trắng, màu vàng. Đây là hiện tại là đèn để đây là nó đang hết điện rồi, anh em chỉ cần cắm điện vô thôi. Cắm điện ở đây là nó bao sáng cho anh em rồi. Đấy, và đây là màu ánh sáng. Ánh sáng hai màu trắng và vàng. Đấy anh em ạ. Đấy, thì mọi người có thể là sử dụng ở đây cái mẫu này. Con này thì nó sẽ là chống anh em làm việc đỡ mỏi mắt, hoặc là các cháu học hành nó đỡ bị mỏi mắt. Đấy. Rồi, đây nó tích điện nha mọi người nhá, tích điện. Ngoài ra anh em có thể cắm vào đây này. Cắm vào đây, mọi người cắm vào củ sạc 5V cho em là bao cho anh em là sáng tràn luôn. Đấy. Rồi, ok nhá. Mã này thì giá của nó rất là rẻ cho anh chị em một cái con như này. Đấy, anh em xài. Giá của nó là 190.000 đồng. Mã đèn học nhá. Đèn học. 190k mọi người nhá, 190k. Đấy, chỗ này là để điện thoại này, để anh em học online này, các cháu học online này. Đấy, cái chỗ này nó có một cái G đấy, các bác đặt cái điện thoại đây là học online thoải mái luôn. Ok. Đấy, học xong anh em tắt đi. Tiếp tục thì lên thanh lý cho anh em cái mẫu quạt tích điện Makita. Đấy, giá bao rẻ từ trước tới nay rồi. Anh em yên tâm tham khảo qua cái mẫu này của em Thanh nhá. Pin 10 cell 6A. Đấy, pin 10 cell 6A. Đấy, chân pin phổ thông của Makita và một cái đốc sạc. Đấy, một cái đế sạc của Makita luôn, có đèn báo này, màu đỏ màu xanh ở đây. Đấy, hàng made in Japan luôn này. Đấy, hết pin anh em cắm vô đây cho em. Đấy, thì đầu tiên thì nó hơi chặt nhá, cái phần này là đầu tiên nó hơi chặt nên là anh em gõ nhẹ ra cho em cái là được. Đấy, khi mà anh em đã dùng một vài lần rồi ấy, thì nó trơn chuột thì mình đẩy phát là ra thôi. Rồi, cái này nó hơi chặt một tí tại vì nó mới anh em nhá, nên nó rất là khít. Rồi, một thân quạt. Đấy, một thân quạt, đường kính của nó là 19cm, nguyên cái thân quạt, nguyên cái cánh lồng. Nguyên cái cánh, còn là tổng thể cả cái lồng này nó là 20,5 anh em nhá. Còn đây là một cái nút tắt bật. Đấy. Con này thì khá mát cho anh chị em luôn. Đấy, khá là mát nha mọi người nhá. Mọi người dùng cái mẫu này mất điện mình xài cực kỳ là bao ngon luôn này. Đấy, và kèm thêm mà mọi người có cái thân đèn như lúc đầu em giới thiệu ấy thì là anh em dùng cái pin này là ok luôn. Rồi, giá cho anh chị em với mức giá là 430.000 đồng bao ship tận nhà. 430k bao ship tận nhà cho anh chị em nhá. Đấy, anh em tham khảo qua cái mẫu này nếu mình cần mất điện cho cháu chắt nhà mình hoặc dùng quá là ngon luôn. Vòi xịt vệ sinh anh chị nhá, vòi xịt vệ sinh. Đó, thì vòi xịt này ấy, thì nó dây dài lắm mọi người nhá, dây dài và kèm theo là tay xịt này. Đấy, mọi người lắp vô vào đây. Dòng này inox 304 và nó phun sơn tĩnh điện rồi, xài cũng khá là ổn đấy. Về đờ co trang trí dùng trong nhà tắm, mình rửa ráy nhà tắm rất là sạch sẽ. Đấy, rất là sạch sẽ đấy nhá. Còn inox 304 nhá, dây dài của nó đâu đó là 1m4 cho đến 1m5 đấy, dây dài lắm. Đấy, và đều có những cái giòn anh em về xoáy vào dù vào cái cũ của mình là xài mà ngon thôi. Dây dài để anh em có thể rửa vùng quanh nhà vệ sinh đều được. Đấy, đây Subaru 304, nguyên cái thân của nó đây, và kèm theo là dây cả bát. Đấy, cả dây cả bát anh chị nhá. Thì cái dòng này nó có cả đế luôn. Đế thì nó có cái đế để anh em có thể quặc vào, và mình không cần phải bắt vít nữa. Bây giờ là cái chất dán của nó thì nó siêu dính rồi,
anh em chỉ cần dán rô vào cái nền gạch men ở trên tường nhà mình ấy, nhà vệ sinh nhà mình ấy, là ok nhá. Chỗ này có cái quặc để anh em có thể treo đồ. Đấy, trên này thì anh em đựng cái dây của nó. Đấy, mọi người thấy không? Đó, nó là như vậy. Đấy, nó là như vậy. Quặc đây rất là xịn, là hay luôn. Rồi, giá rất là tốt cho anh chị em cái mẫu này là 110.000 đồng anh chị nhá. 110.000 đồng. Giá là 110k anh chị nhá. 110k cho một cái bộ vòi xịt như này. Em có một cái vòi nữa anh em nhá. Một cái vòi đơn nữa nhá. Rồi, các bác chờ em chút xíu, rơi này rồi. Con này Subaru tư khá dày nhá mọi người nhá. Đấy, khá dày luôn. Đấy, Subaru tư rất là dày. Về mọi người xoáy rô vào cái bát của mọi người là mọi người xài thôi. Vòi nước anh em có thể xoáy cả này ra mà mình dùng cái gen khác có thể cũng được. Và bình thường là nó có sẵn cái gen đầu gen này rồi, anh em xài con này. Đấy, khá ổn luôn vòi này. Rồi, giá của nó thì giá của nó em gửi đến cho anh em với mức giá là 80.000 đồng nhá mọi người nhá. 80k cho một cái vòi đen anh em nhá. Vòi đơn. Đấy, vòi đơn 80k. Rồi, lên tiếp cho anh chị em cái con bơm Stanley, bơm 2T anh em nhá, bơm 2T của Stanley. Hàng còn nguyên thùng như vậy. Nguyên hộp. Đấy. Một cái thương hiệu nó khá là nổi tiếng của cho con bơm 2T này vậy rồi. Đấy, anh em nhá. Bơm tối đa là 10 cân hơi. Đấy, 10 cân hơi và kim của nó sẽ là báo nhá. Đấy. Và dây của nó rất là bền. Đấy, dây của nó là dây rất bền như này anh em nhá. Phần đầu đây, anh em nhìn ngay cái phần đầu này nó là khá là uy tín rồi. Khá uy tín nhá. Thương hiệu của Stanley, hàng Japan anh em nhá, hàng Japan. Đấy, trên này thì Stanley Made in Japan luôn anh em này. Made in Japan luôn. Đó. Đấy. Anh em có thể dùng bằng tay, bằng chân rất là ok luôn. Thân của nó được là phun sơn tĩnh điện này, rất là bền và có những cái lót cao su như này. Đấy, lót cao su đây. Rồi, giá rất là tốt cho anh chị em tham khảo một cái mẫu như này. Em Thanh đang gửi đến cho anh em với mức giá là 220k. 220k anh chị nhá. Mẫu bơm 2T. Đấy, bơm 2T. Các bác nào cần thì báo em Thanh. Ok anh chị em nhá. Hôm nay thì em lên được một vài cái mã giá thanh lý cho anh chị em. Thì các bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm nào thì có thể ủng hộ em qua hai số điện thoại trên màn hình. Đó. Anh em bớt chút thời gian cho em Thanh xin một nút like. Và anh em nào chưa ấn nút đăng ký kênh ấy, thì cho em xin nút đăng ký kênh nhá. Để theo dõi những cái video mới nhất của em. Hai hôm nữa thì em về được một cái lô hàng. Đó là những cái bóng LED siêu sáng này. Và bình ác quy anh em nhá. Bình ác quy của Nhật. Đó, thì mong rằng anh em đón xem và ủng hộ em Thanh nhá. Rồi ok, em Thanh xin chào và hẹn gặp lại các bác trong một cái video lần sau. Xin chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều niềm vui trong gia đình mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong một cái video lần sau.